Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất dị không. Không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy. Xá lợi tử thị chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y. Vô sắc thân hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt. Vô vô minh tận này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. Vì vô sở đắc cố bồ đề tát đoạ y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quấy ngày vô quấy ngày cố vô hữu khủng bố viện ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc á nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú. Thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cô thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tức thuyết chú viết. Yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha. Yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tất Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đê A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Di Đa Ca Lệ Ta Bà Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà. Thank you.
bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy xa lợi tử thị chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y vô sắc thịnh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vì vô sở đắc cố bồ đề tát đọa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quấy ngày vô quấy ngày cố vô hữu khủng bố viện ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha yết đệ yết đệ ba la yết đệ bà la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha nam mô a di đà bà già đa đa già đa già đa địa già tha di đi đô bà tì a di đi đa tất đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đê a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rị đô bà tì a di rị đa tất đam bà tì a di rị đa tì ca lăng đê a di rị đa tì ca lăng đa già di ni già na chi đa ga lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rị đô bà tì a di rị đa tất đam bà tì a di rị đa tì ca lăng đê a di rị đa tì ca lăng đa già di ni già na chỉ đa ca lệ ta bà Thank you.
Này Di Đề Hi, tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng, nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên thân giải trì vô thượng trí, rồi lại bị tham sân si màng nghi lôi cuốn, và thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ kiến chồng chất lấp vùi, do đó khởi tâm phân biệt thấy có mừng vẫn yêu ghét vui buồn vinh hoa quỷ nhục. Nếu tận trừ phiền não thì thân tâm vắng lặng an nhiên tự tại, tức đồng với chư Phật không hai không khác vậy. Muốn tận trừ phiền não thì không chỉ hơn là phát huy năng lực trí giải siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bài tự tâm quang minh hiển lường, chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành bồ đề thật tương, đưa hành giả thắng vào cảnh giới thanh trí tự chứng. Lúc bấy giờ có khả năng băm ngọn chân xuống mặt đất, sử dụng ấn địa xúc để cải biến ta bà thành tịnh độ trang nghiêm. Niệm niệm tương ưng với đại địa Bồ Tát, niệm niệm du hành giáo hóa xã hội chung sinh khắp mười phương di trần hằng hà xa thế giới vậy. Phẩm thứ sáu, năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bảo bà Di Đề Hi rằng: Này Di Đề Hi, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sanh, đã ban bố tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Di Đề Hi, trong quá khứ vô lượng vô biên, na do tha kiếp các đức Phật Như Lai đã dùng hằng hà sa phương tiện, thí dụ ngôn thuyết để diễn bài vô số pháp môn tu tập, đưa hết thải chúng sinh vào cảnh giới giải thoát tối thượng nhất thừa. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là cứu cánh đệ nhất. Di Đề Hi, hiện tại nơi trăm nghìn muôn ức na do tha quốc độ khắp mười phương, các đức Phật chanh gia đẳng giác cũng đang dùng hằng hà sa phương tiện ngôn thuyết thị dụ để diễn bài vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh dung hóa vào không tanh niết bàn diệu tâm Như Lai tàng. Những duy trì có niệm Phật là hữu hiệu siêu việt đệ nhất. Vậy tại sao vậy? Di Đề Hi, hãy kiên nhẫn lắng nghe, ta sẽ vì các hạng nữ nhân nơi thời mạt pháp cũng như người hiện nay mà tuyên dương tất cả năng lực
bất khả tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sinh nào hãy nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ một câu duy nhất thì sẽ xuất sinh những món năng lực bất tư nghị, như là năng lực bất tư nghị phân biệt rốt ráo tự tánh của tất cả các pháp, năng lực bất tư nghị thấy rõ tánh chất quyển hóa của tất cả pháp hữu vi, năng lực bất tư nghị thấu triệt tất cả các cái pháp đều là Phật pháp ở nơi ý nghĩa liễu giải không vương mắc, năng lực bất tư nghị tôn trọng và thừa sự hết thảy chư vị thiện tri thức, năng lực bất tư nghị phân biệt tất cả các pháp mà tự tại vô ngại, năng lực bất tư nghị tùy thuận tất cả căn lành dẫn dắt tới vô thượng giác, năng lực bất tư nghị luôn luôn thâm tinh nhờ điều nhu tất cả Phật pháp, năng lực bất kỳ tư nghị đại từ bi khoan dung, không chế bai khinh rẻ những môn phi pháp, năng lực bất tư nghị không bao giờ thôi thất bồ đề tâm bồ đề nguyện, năng lực bất tư nghị không thể hề quên sót danh hiệu Phật, năng lực bất tư nghị mãi mãi tùy thuận bản nguyện của chư Phật chư Bồ Tát, năng lực bất kỳ tư nghị đưa hết thảy chúng sinh an trụ vào biển cả đại nguyện, vô lượng công đức của đức Phật A Di Đà, năng lực bất tư nghị cải biến ta bà thành tín đồ vi diệu trang nghiêm, đồng cõi cực lạc không khác vậy. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sinh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiệm, nghĩa là không dính mắc, không dính mắc tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài, không dính mắc hơi thở và sự điều hòa hơi thở, không dính mắc tất cả pháp chỉ và tất cả pháp quan, không dính mắc các tâm sở tầm tư, không dính mắc vào những trạng thái hỷ lạc khinh an, không dính mắc vào trạng thái xả nhất tâm, không dính mắc vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, không dính mắc vào tất cả pháp hữu lậu cũng như vô lậu, không dính mắc vào tất cả những pháp đã học, không dính mắc vào tất cả những căn lành, không dính mắc vào tất cả chỗ thọ sinh, giai tầng xuất thân giá thế dòng dõi, không dính mắc vào tất cả giới luật thiền định công hạnh tu tập
không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly giải thoát, không dính mắc vào tất cả sự biện giải và tranh cãi, không dính mắc vào sự nỗ lực để tinh tấn, không dính mắc vào tư tưởng chán ghét thế gian, không dính mắc vào tất cả pháp tướng ân hành và những pháp bất tướng ân hành, không dính mắc vào ngài cái danh hiệu Phật. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sanh nào siêng năng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng lười mòi chẳng lủi sục thì chắc chắn phát huy những pháp chân thật, nghĩa là không dối gạt, không dối gạt tự thân, không dối gạt tha nhân, không dối gạt quốc pháp, không dối gạt vì bị áp chế bởi quyền lực kẻ mạnh, không dối gạt vì bị thao túng bởi nữ sắc, không dối gạt chứ gì. Thiện tri thức như sư trưởng bạn đồng học đồng tu, không dối gạt tất cả những pháp đã học, không dối gạt tất cả những pháp chưa học, không dối gạt đoàn thể tăng già, không dối gạt chỗ tri giải của tự tâm, không dối gạt chỗ nhận biết của người khác, không dối gạt tất cả chư thánh nhân Bồ Tát Như Lai. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sanh nào thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thiết tha hân ngường, dẫu gặp cảnh ngộ nào cũng chẳng thôi chi thì chiếu cảm những hạnh lành bất tư nghì, như là tự tại hành vì an nhiên giữa tất cả chướng duyên, nơi cõi ta bà để thành tựu thể nguyện, tam mũi hành vì nhất tâm bất loạn, an trụ hành vì luôn luôn an trụ trong lực dũng của danh hiệu Phật, trí tuệ hành vì hiểu biết tất cả tướng trạng và thu hướng của nhân quả, thiện hữu hành vì cung kính tôn trọng cúng dường tất cả thiện tri thức để học hỏi Phật pháp, cầu pháp hạnh vì khát khao mong cầu pháp bí mật tàng liệu nghĩa tạng của nhất thừa đáo dày, sám hối hành vì thường đem cả ba nghiệp trong sạch mà đối trước chư Phật, chư Bồ Tát phát thể nguyện sám hối, nguyện từ nay về sau không dám tái phạm. Trang nghiêm hành vì luôn luôn đem hết thải công đức hồi hướng trang nghiêm cõi Phật, trì giới hành vì khéo giữ gìn giới luật không sai sót, Như Lai hành vì phát nguyện thành tựu mọi ước muôn của hết thảy chúng sinh. Này Di Đề Hi, bất cứ chúng sinh nào kiên trì dũng mạnh xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mũi tên bắn thẳng vào tới đích nhắm, thì thành tựu những pháp tinh tấn, nghĩa là không mỏi nhọc nhàm chán, như là thân cận tất
cả thiện tri thức để cầu học, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Thọ trì tất cả Phật pháp, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Nghe học chánh pháp Như Lai, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Quan sát tư duy tất cả Phật pháp, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Thấy rõ chúng sinh ngỗ nghịch can cường, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Giao hóa và điều phục tất cả chúng sinh, vào pháp môn niệm Phật, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Đối trước những chướng duyên hiểm nạn, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Nhìn Phật đạo dài xa trắc trở, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Cúng dường tất cả thiện tri thức, như cúng dường chư Phật, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Thực hành Bồ Tát hành, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán vậy. Này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào khẩn thiết chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không sao lãng thì chứng đắc những pháp giác trí siêu việt. Tôi thẳng như là giác trí tất cả pháp đều cùng một thể tánh, như lưu ly sáng sạch và thanh tịnh như hư không. Giác tri tất cả pháp luôn hiện bày vô lượng tương, giác tri tất cả pháp đều xuất phát từ một niệm. Giác tri tất cả cảnh trạng nhiễm tình của thế gian đều do thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của chúng sanh hiện ra. Giác tri tất cả phiền não tập khí của chúng sanh đều do vô minh sinh khởi. Giác tri tất cả sở hành của chúng sanh đều như quyền. Giác tri tất cả vọng nghiệp sai biệt của chúng sinh đều lưu xuất cái từ chân như thường trụ. Giác tri bản nguyện lực của chư Phật là thâm tâm di diệu khó nghĩ bàn. Giác tri năng lực ngộ trì của chư Phật không bao giờ bỏ sót một chúng sinh nào cả. Giác tri tất cả Phật độ đều bình đẳng vô ngại. Này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ơn những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn. Như là tổng trì tất cả phước đức thiện căn đã tích tập trong nhiều kiếp quá khứ, phát sinh trí tuệ giải thoát. Tổng trì tất cả pháp quyết định chân thật, đoạn trừ hết những nghi ngờ lầm lẫn. Tổng trì tất cả nghĩa lý bí mật của Như Lai Thừa, tổng trì tất cả nghĩa lý sâu màu của Khế Kinh do Đức Thích Ca giảng nói. Tổng trì tất cả bản nguyện chư Phật ba đời mà phát tâm hoan hỷ. Tổng trì tất
cả vi tế hành của chư Bồ Tát tổng thị tất cả tam muội. Thu nhiếp vào trong niệm Phật tam muội như sữa hòa tan trong nước. Tổng trì tất cả xu hướng đại thừa mà không trong trai. Tổng trì không tánh của tất cả pháp hữu vi hoặc vô vi siêu việt hữu vô đoạn thường vậy. Này Di Đà, bất cứ chúng sanh nào hoan hỷ xưng tán hoặc cung kinh chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một niệm cho tới mười niệm hoặc nhiều lần của mười niệm thì sẽ âm thầm khế hợp với những thứ tâm bình đẳng, như là tâm bình đẳng tích tập lưu xuất và thành tựu tất cả thiện căn công đức của chư Phật chư Đại Bồ Tát. Tâm bình đẳng phát khởi và kiên định tất cả thể nguyện, tâm bình đẳng nơi các sắc thân tướng mạo sai biệt của hết thảy chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi nghiệp bào thu hương của hết thảy các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả tri kiến đúng sai, lành dữ tốt xấu của hết thảy các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả Phật Pháp và phi chánh Pháp. Tâm bình đẳng nơi tất cả giới tình uế mà không sinh tâm phân biệt. Tâm bình đẳng nơi tất cả hạnh tu không phân biệt. Tâm bình đẳng nơi năng lực tiếp độ của tất cả Phật. Tâm bình đẳng nơi trí tuệ giải thoát của chư Phật vậy. Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tử sắc bất dị không. Không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy. Xá lợi tử thị chư pháp không tương, bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y. Vô sắc
thịnh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vì vô sở đắc cố bồ đề tắc đoạ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quấy ngày vô quấy ngày cố vô hữu khủng bố viện ly điên đảo mộng tưởng cứu canh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thế vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha nam mô a di đà bà già đa đa già đa già đa điền già tha di rì đô bà tì a di rì đa tất đam bà tì a di rì đa tì ca lan đê a di rì đa tì ca lan đa già di ni già già na di đa ga lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rì đô bà tì a di rì đa tất đam bà tì a di rì đa tì ca lan đê a di rì đa tì ca lan đa già di ni già già na chi đa ga lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rì đô bà tì a di rì đa tất đam bà tì a di rì đa tỳ ca lan đê a di rì đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ga lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rì đô bà tỳ a di rì đa tất đam bà tỳ a di rì đa tỳ ca lan đê a di rì đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ga lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rì đô bà tỳ a di rì đa tất đam bà tỳ a di rì đa tỳ ca lan đê a di rì đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ga lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha di rì đô bà tỳ a di rì đa tất đam bà tỳ a di rì đa tỳ ca lan đê a di rì đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ga lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa điệt già tha